Em Hoàng chào tất cả các anh em, những người yêu đồ lính trên toàn quốc nhé. Hôm nay thì em lại giao lưu cùng với anh em trên mọi miền tổ quốc nhé. Bác nào mà cảm thấy vừa và hợp với mình thì alo cho em Hoàng nhé. Không làm mất thời gian của anh em thì em cũng lên nhanh thôi. Tiếp tục một chiếc G8 chống cháy xanh ô liu. Và chống cháy thì các bác biết rồi, áo của nó sẽ hơn 1 cân so với bản dù 3 lớp nhé. Bản chống cháy này thì thường nó sẽ có một cái lớp đặc biệt bên ngoài này, là một lớp ống da lắng, nó sẽ có phát lên màu ống rất đẹp. Và giữa này là nó sẽ dần được một lớp chống cháy, và trong này là dệt bằng sợi lông cừu nha các bác nhé. Đây là chiếc cổ, và đây là chiếc bo. Em Hoàng vẫn đã nói rồi, chống cháy này thì đến giờ thì chắc ở Việt Nam có tầm độ khoảng chục con em Hoàng đã đưa về từ trước tới giờ, chắc là cũng anh em cũng biết rồi. Đây, 98% nhá, 98% chưa nhúng nước, 99% chưa nhúng nước thì sẽ khác, và 98% mà chưa nhúng nước sẽ khác. Em cao 1m72, em nặng 72 kg, thì chiếc này nó là cũng ok với em, và các bác có thể 75 cân cũng có thể chiến được nó, rất đẹp nhá. Con này đi về mùa đông thì nó là đỉnh của đỉnh rồi. Bản ba lớp dù nó cũng đã là kinh điển rồi, và bản chống cháy này thì nó càng là kinh điển hơn nữa vì nó nặng hơn 1 cân. Những anh em mà đã có bản chống cháy này của em Hoàng thì chắc các anh cũng đã biết, vì nó hoàn toàn là rất dày dặn và rất đẹp, và nó có một cái gì đó là có thể nói rằng là nó rất là tuyệt vời ở cái chỗ là nó có độ bền cực cao. Và cái bản này ấy, thì anh em hình dung như này, cái lớp này này, cái lớp bên ngoài này khi da lắng ấy, nó có một cái màu rất đẹp, nó có một cái màu rất đẹp, cho nên chính vì như thế anh em phải hình dung là để mà bỏ tiền ra mua một chiếc G8 chống cháy không phải lúc nào chúng ta cũng mua được. Và những cái bản như thế này thì càng khó nhé. Đây, size 38 thì tương đương với anh em là 75 cân quay đầu. Vì những dòng G8 mà em cũng nói nhé, các anh em mà mặc trùng ấy, thì chúng ta không mặc được nó đâu, không quen mà. Còn G8 thì thường nó sẽ là dòng phi công, nó dành nó là dòng phi công mà. Để mà nói tất cả trong các cái dòng áo vải thì G8 nó là, em nhìn nó vẫn là đẹp đỉnh trong tất cả các dòng phi đốt. Em thấy là nó rất đẹp, và nó đi bất kỳ nơi đâu anh em chơi bời rồi là chúng ta đi giao lưu tiệc tùng, em thấy rất là hợp lý. Chiếc này thì nó hoàn hảo rồi, 98% thì em cũng không có gì để phải đánh giá nó nữa đâu, vì 99% mà chưa nhúng nước thì nó khác, còn này 98% và nó đã giặt nước rồi nhá, nhưng không một lỗi lầm ở đâu và không tì vết ở đâu như các bác nhé. Đây, em cho các bác xem lại một lần nữa này. Em chỉ quan tâm đến cái này thôi, cái đầu khóa ra vào này, và trong ngoài không bị bẩn là ok. Và bộ bò thì tuyệt đối, đây bộ bò nó còn vẫn còn nguyên lông này rồi. Những cái lông này sau khi đó mình mặc, mình giặt đi bắt đầu nó mượt, nó lây gì đi nhá. 98% thì em cũng không có gì để nói rồi, 99% mà chưa nhúng nước thì giá nó sẽ tầm 29-30, còn 98% mà đã giặt nước thì chắc chắn nó sẽ giảm một chút nhé. Nó còn rất đẹp. Vai của chiếc này là mã của nó là mã K5, vai 49, lưng 63, tay 62, từ 60 cho đến 75 kg, có chiều cao từ 1m58 cho đến 1m72 hoặc 75 vẫn cứ chiếm bình thường. Và chiếc này có giá là 28.500.000 với cái mức độ mới 98% này nhé các bác nhé. Bác nào ưng thì alo cho em, alo cho em Hoàng nhé. Mà alo cho em Hoàng thì chắc chắn là sẽ có giá rất là tốt. Cái sản phẩm áo G8 này thì đây, em để cho các bác xem lại một lần nữa. Chiếc G8 này, một trong những chiếc rất đẹp mà em rất thích ở trong cái dòng áo vải, để chúng ta đi chơi và nhất là đi mùa đông thì tuyệt vời. Nhiều khi thích thì mua thôi, chứ còn mùa đông đến thì nhiều khi không vớ được những chiếc áo đẹp đâu các bác ạ. Em Hoàng chúc các bác một ngày mới an lành và hạnh phúc nhé.